Em nha, chào mừng Vĩ tới với channel của mình. Thì lâu rồi mình chưa làm clip với người lạ, nhưng mà hôm nay thì mình auto matching vào trong này. Và Wi-Fi á? Có một mình vô tình Wi-Fi vào tôi phòng thì bạn chủ Vina. phòng kia Long Bun nhận ra mình, nhưng mà chị nở chưa. Vina Mấy chỗ bạn tôi chưa nào biết á? nên là mình sẽ quyết định là chơi Vina với chỗ mấy bạn tôi này nha. Thì một lát nữa thì mình sẽ mở mic Vina để chỗ nói chuyện với mọi nào người. quá? Tại Và anh nhà em cũng sẽ có cái cho viền mình đây xin một rồi, like nhưng và mà nó comment lắp để từng video của cái mình viền sẽ được đề em xuất hơi nha. ý ấy. Thì cũng lâu lắm rồi, hôm nay Đêm thì có thời gian rảnh một tí nên là mình sẽ vào sương làm. Mình sẽ mở mic rơi nên là trò chuyện. rơi 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 Nở ơi, cậu sinh năm bao nhiêu vậy? Cậu hỏi mình hả? Alo, Linh hả? Linh hỏi hả? Đâu, hỏi hỏi chị à, Nở kia, hỏi hỏi, nở. Hỏi chị Nở. À. Đâu rồi? 2K1 à, ui. Bạn tập tiếp con. Thế là kém mình 1 tuổi đấy, mình 2000 thôi. Xương cậu tớ đã cũng vừa rồi. 18 tuổi là hợp lý rồi. Mở mic đi, trời ơi chat làm chi. Tình gặp. No. Linh ATM. Chí phèo đây không mở nữa thì sao? Thì Nở gặp chí phèo là đúng rồi. Ồn một tí không sao cả. Không sao đúng không? Đúng rồi, uầy. Không sao thì thôi. Chỉ cần nghe thấy giọng Nở là thôi. Ồn cũng kệ. Chưa thấy team nào ta. Chưa mà cỏ luôn á. Mình lấy nhà kho đi. Hình như nó clear, hình như clear hay gì vậy? Hình như clear sao? Không biết nữa. Chứ thấy bài lẻ quá trời. Sao ông có người yêu rồi ông còn tán gái là sao? Người yêu nào? Ông tào nào gặp tôi lần đầu mà người yêu. Thị Nở kìa, tôi chỉ phèo đây. Thị Nở số 4 kìa. Người yêu đây. Thế á? Ừ. Nói thế giết người à? Nhưng mà ý là tôi thấy Facebook của ông có ấy được mà, có nghề. Ông lại cứ chia rẽ tình cảm của gọi là chia rẽ tình hình thế nhỉ? Chưa có người yêu, yêu đương gì tầm này nhỉ? Bao việc. Nở ơi, cậu có thiếu gì không Nở ơi? Chí phèo nè, chí phèo chạy sau nè. Alo, alo. Hello. Người bạn lúc hiện. Người quá à. Mẹ. Gặp idol đấm, đấm, đi, đấm, đấm yêu hả? Tìm nó ra thế. Đâu rồi, mình phải, rồi, mình phải đi thôi. Mình phải đi theo Nở. Nở ơi. Cậu có thiếu gì không? Mình cho nè. Nở ơi. Đi chơi, đi chơi. Mở mic đi Nở ơi. Cậu cần gì? Cần mình không? Cần mình không? Cần nghe éo. No. Ôi trời ơi. Câu trả lời như là sát muối vào tim mình vậy. Như là ngàn mũi dao đâm vào tim. Trời ạ. Tại sao Nở có thể phũ phàng như vậy? Mình sẽ đi theo để bảo vệ Nở. Đi theo bào. Ok. Đấy. Đấy, uầy, hợp lý thực sự. Xạo xạo ơi, mấy thanh niên này cũng hay anh em ạ. Bạn Nở cái giọng dễ thương vãi nồi mà mic ồn, bực thực sự. Mình phải dụ được Nở mở mic anh em ạ.
có thính hướng bên resort kia. Qua tới liền. Trong này kéo không có người cơ, im lặng lắm. Đâu, đi, đi ra thính đi. Nở ơi, mình dẫn cậu ra thính ăn nè. Ui dồi ôi, 100 mét lận. Cậu thiệt, Nở ơi, cậu thiếu gì? Cậu không phải nút nữa. Cậu nút mình luôn này. Qua đây. Lúc mình luôn đúng không? Cậu thiếu gì? Cậu thiếu gì? Nè, cho cậu này. No. Không thiếu á. Thiếu mỗi mình thôi đúng không? No. Ôi giời ơi, lại một lần nữa. Cậu lại cầm dao đâm vào tim mình rồi. Thank you. Sao lại giết no. Người, giết người xong lại thanh kiều nhở? Nở bắt đầu đang đội mũ 1 nữa cơ. Mũ 3 đắp 3 ở trước mặt rồi. Mới đây nói chuyện cho vui Nở ơi. Đúng rồi, mở mic đi, trời ơi nghe giọng dễ thương vãi. Nói chuyện cho vui lên. Chém gió đồ, hiểu. Nghe giọng thôi mà đã tan chảy. Tan chảy cõi lòng rồi. Tận là thính có người, đâu cái thính đâu ta. Ôi mình mất dấu cái thính mất rồi. Nó tắt mất rồi. Ai? Nở tắt mất hả? Tắt hết luôn hả? Không, Nở vẫn nghe mà. Ok. Đấy. À, tưởng nó tắt chứ. Nở nghe. Mở lên. Nghe. Nở nghe lên, nói chuyện lên Nở ơi. Chạy em chạy lên này nghe gì không? Mất thính rồi. Ôi, what the fuck? Knock 2 Knock 3 Back guy. Enemies ahead. Ok, cứu đi. Ok. Lê. Nở ơi. Alo Nở ơi, sao bỏ Long Nở ơi? Trời ơi. Chào em mùa anh đi. Ôi Nở ơi là Nở. Giỏi vai lần. Long có rượu, Long có rượu đó, Long uống đó. Trời ơi. Nó nè nè bắn nè, đúng rồi cái nữa. Thôi, hai thằng với một viên đầu nữa rồi. Chưa chín gì cả luôn. Nó ở trên chỗ cái chòi à? Không, nó trên mấy cục đá này, mấy cục đá còn này. Enemies ahead. Không vô lên đấy hả? Giảm độ sáng màn hình xuống còn không là bắn được mà. Độ sáng màn hình game á nha. Ra đi, anh thấy được mờ mờ chứ không phải là thấy rõ lắm. Móc luôn đi, lên đi, không lên lên à. Thấy rồi này. Knock 3. Lia. Còn tìm cái này nữa. Ok. Thế là mắng cái gì? Uầy. Chỉ là lút đồ thôi á. Nghe cười thôi mà đã muốn. Đây này. À, trong kho. Điệu cười làm tan chảy bao trái tim. Ui, gì đứng đầu bắn thế. Không phải trong kho nữa đâu, nghe ở ngoài nữa. Ngay chỗ hòn đá. Đi
Nốc một này. Chạy dưới kìa. Siêu phẩm yếu. Ok. Nốc thêm một này. Hai cái gì? Còn một nữa thôi. Kìa rồi, thấy rồi. Clear. Yeah. Ủa sao nó bóc hết cái trắng vậy? Cái đậu xanh ông kia ăn hết rồi. Còn nhá. Trời ơi, nở ơi. Nở ơi, nở ơi. Ôi, tiếng bắn kìa. Bên kia có tiếng súng kìa. Ok, ok, mình thấy rồi này. Trúng hai viên lận. Sao em bỏ ra đi? Anh nào có tội tình? Sao em bỏ anh đi? Anh nào chết lỗ tai em. Ở đây có AUG này. Nóc 1 này. Ở trên đây chắc chắn là còn. Clear phải không? Nhanh quá, lên nhanh quá. Mình là chí phèo nè. Thế là ai làm tu cháu hành? Mình đang cần cháu hành. Ui, mình ốm quá. Đấy, nghe giọng khác rồi. Nghe sụt xịt chưa? Ốm thế. Đúng mà đòi chứ. Mười kêu rồi. Rác thế nhờ. Đúng, tí ra coi đam hết một hồi luôn. Trời ơi, bây giờ ước gì có tô cháo hành của thịt nào. Em chỉ có chế bơm này. Ừ. Ôi hả? Không biết tầm liền em. Chỉ hành chỉ thì không có, nhưng mà bơm thì có đầy. Đấy, chỉ cần những thứ của nó thì cái gì cũng ok hết. Có team đang chạy kìa. Chạy đâu không nổi. Rồi, clear. Ok. Cứ check ở ngoài mà không gặp. Sao em bỏ ra đi? Quên, nó có bỏ mình đâu. Đâu thế nhỉ? Hát nhầm. Chắc vô bo đi. Còn có 3 tên nữa thôi. À đây. Thấy à? Ok. Trời đâu. Nhưng cứu mẹ. Ôi. Rồi còn một tên nữa, yếu lắm rồi. Ôi, bò nhanh quá, chịu rồi. Á đù, nó chạy bo kìa. Mẹ mình sấy quả lỗi quá. Nó chạy ngoài bo này. Dược. Nó yếu rồi. Cái cục đá, cái cục đá. Rồi, ok. Đúng rồi, hay quá. Yeah, top 1 rồi. Yeah. Chí phèo lên TV, yeah. Tơ 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 tơ